cơm hả cô? Cơm. Trời ơi, cơm hộp hả? Cơm hộp. Ủa cô, ủa mình không có nấu cơm ăn cho nó ngon. Tại bếp đút chưa nó đàng hoàng tử tế, ngày nào cho nó xong xuôi hết đi, mình về nhà mình đã nổ lửa, mình đã nấu chưa đó. Cũng như đại... chưa có gì nhà mới mà. À, mình đại nhà mới mình nổ lửa để cho nó cho nó ấm cúng. Ấm cúng rồi kìa. Tại vì giờ ở đây như mình qua đây mình tạm mình dọn dẹp đồ đạc vô trong nhà thôi. Dạ. Chứ chưa có ở, mình ra chưa có nấu nướng gì hết. Chừng dạ. nào rồi cái mình đã nấu nướng cho nó ấm cúng chứ giờ nấu hay chưa gì hết. Ồ, mấy gạch này thấy lon gạch này sạch quá ha. Màu nó sáng đẹp nó sạch. Này cô chọn hay là thợ ta tự làm cho mình? Đâu có đâu, cái này tự cô đi lựa. À, màu đẹp á cô, nó có xanh thiêu này kia, nhìn nó nhà nó căn nhà nó sạch. Đó. Ok, cô để đây chi? Bún chích. Thủ hả? Thủ sạch hả? Nó quậy. Này đấy, ông cũng kiểu quậy lắm nha. Ồ, oh, vua đó. Ở bên kia là cái cô cũng cực lắm ha, giữ. Thì cô cực giữ nó cực, vậy ở bên đó cô ở cái nhà của người ta nó cũng có cái sàn gà bán trước vậy nè. Ờ, cũng có. Rồi ấy rồi cô nhốt cô phá cửa tối ngày mà bữa nay mở cửa được rồi cô phá lại là phải đem đi giấu chịu phá. Rồi không vô đây tôi biểu coi, không vô đây, vô đây. À giờ gói con ta nghe, nha. Giờ gói con ta. Không, nè ông, nè. Con đi qua đó con ngồi đi. Rồi chú xíu chú cưng ha. Rồi con qua đây nè, con ngồi. Ờ con ngồi đây, con quay qua đây nè, chú quay con đẹp luôn. Rồi cầm gói nó chịu. Đây đây, con đi xuống đây. Ờ đúng rồi, lấy gói đẹp đi, con ngồi ở đây. Ờ con ngồi ở đây cho chú. Ờ quá giỏi luôn. Ờ kính thưa cả nhà, thì đây là bé Đức, con của anh Long. À, mẹ con cừ lên cái gai đẹp trai không? Cừ lên cái. Mình lên sóng luôn phải cừ lên đẹp không? Cừ lên. Cừ lên 1 2 3. Con gắn luôn. Rồi đưa con gắn hết trơn mất tiêu. Có gì chưa? Có để ý ai chưa? Có để ý ai chưa? Nó còn không biết. Chú này hỏi kỳ quá à. Trời ơi, tao mày lớn rồi có người yêu rồi đó. Có để bé gái nào trong trường học không? Dễ thương ghê luôn nghe cả nhà. Thì ở lý trước thì cũng có rất là nhiều bình luận là quay bé nhiều hơn. Tại nhìn bé rất là dễ thương. Đây thì hôm nay ở clip này để con xuống đàng hoàng anh em YouTube quay lên cho cả nhà mình xem nhiều hơn về bé Đức. Đây nè cả nhà, cái tay đây con solo tay với chú cái coi bắt tay với chú đi này không rồi bắt luôn rồi bắt cái rồi con để cái tay đây cặp đây nè so với cái tay của chú cái coi. Ôi ơi cả nhà ơi cho miếng mỡ coi cho không cho không có mỡ nào đó. Mình không một lao không có mỡ. Đứng lên nè nè, cô đứng lên cô dở cái bụng lên cho chú coi cái coi. Đứng vậy dở bụng lên cho chú mình coi. Mình khoe lịch sĩ lên coi. Đi, đứng lên đi, đứng lên đi. Đứng lên nè, đứng lên nè. Chiều nè chút nữa chú chở đi chợ chú, như chú là chú chở đi chợ chơi. Chú Thành Trúng hồi nãy vậy đó, đứng lên. Ừ, con đứng lên nè, khoe bụng cái coi nè. Chú chở đi. Đứng lên. Dở lên rồi, dở lên, dở lên này, con dở. Dở. Đây đây chú dở giùm con luôn. Nó ngại rồi. Nó mất cả. Không ai gờ đừng cu nó. Ờ. Nó nói con cu nó ghẻ không à, đừng có gờ. Cũng biết quá ha, nói gì để cho người ta đừng nói vậy cho người ta đừng có gờ nó. À. Mấy đứa bệnh cứ tối ngày chọc hoài nó đứt đứt cho bà gờ cái con cu cái coi nó nói không con cu bị ghẻ không à. Rồi à, Đức ơi năm nay con nhiêu tuổi rồi? Kìa con bao nhiêu tuổi con nói cho chú nha. Năm nay con nhiêu tuổi rồi? Dạ con 4 năm tuổi. 5 tuổi hả? Con học lớp gì nè? Nói cho chú biết nè. Học lớp mẫu giáo. Mẫu giáo hả? Đừng có giật đuột quá ta hết. Rồi con đi học này kia là cô có khen không? Ê chàng ngồi nói chuyện với chú đàng hoàng. Dạ khen. Khen hả? Khen con sao nè, nói cho chú nghe nè. Nói Đức làm sao? Cô khen con ngoan. Con ngoan á hả? Con vẽ ra trong cô nói đẹp quá trời đẹp luôn. Ồ đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi con vô trường nè, ăn cơm một ngày mấy buổi? Là hai buổi. Hai buổi luôn hả? Dạ. Ồ, mình ăn cơm với gì? Dạ, ăn cơm với hột vịt. Hột vịt hả? Có món khác nữa không? Không. Ồ. Con nói vậy là con nói dốc cho chú rồi đó. Con học không? Con không có ăn cơm nè. Trường. Con ở nhà về nhà. Cô dạy con hả? Cô phải không? Con học cô đúng không? Dạ. Cô đẹp không con? Đẹp. Đẹp à. Cô con tên gì? Con nói cho con hai chú nghe nè. Dạ, cô tên của mình. Cô gì nữa? Minh hả? Với câu gì nữa? Với cô Nhân. Cô Minh với cô Nhân. Cô Nhân hả? Dạ. Hai cô đều đẹp hết hả? Dạ. Được. Cô mà cũng đẹp chứ. Ồ.
ngon cũng đẹp. Quả nè. Đất kỳ quá. Đây đây, đây, đây con nè nè, lại đây nè, chú Hương nè. Thấy sao gịch nổi? Nổi không? Nó cho nó gịch cái giường nè em nội. Nè, à, cái đó ông tài đó. Cái bình đó, góp cái bãi cái bình đi. Hư đứa con. Hư đứa con. Hư đó, không được đâu. Hư đó, không được đâu. Con chạy đâu? Nói hả? Mẹ bà nội thấy con nó ốc rồi nha. Kê 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 kê. Ờ, nó, nó. Con mấy chú nó không quậy nha. Em nhét cho nó cho bà nội liền. Nhà nhúng nó sạc. Nhà nhúng nó nhẹp. Nè 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 con nè nè chú nói con nghe nè, mấy cái này là rác, mình phải bỏ rác nghe không? Nè cái này rác nè, con đi bỏ rác đi, mình tập cho mình một cái thói quen nha, bỏ rác nè, mình đi bỏ rác coi. Ờ rác mà mình bỏ ở đâu? Ở đưa đây đưa đây cho bà nội cái giấy giấy. Ở đây cái này giấy hả? Kè kè ở đó kìa. Rác kè, rác kìa. Bà nội tính đi mua đồ nè. Ừ. Rác à, cái đó còn cái này nè, cái này nè. Cái này là rác nè, ừ cái này là rác nè, mình bỏ ở đâu? À, ai cha bãi rác ngoài đó nè hả? Trời ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Con nè, con nhiêu ký nè? Nè nè, con bao nhiêu ký không nói? Con bao nhiêu ký rồi? Dạ con 5 ký. 23 8 ký. 28 ký. Nó 7 ký. 27 ký. Rồi được luôn, 27 ký luôn. Ông bây giờ sao ông nhiêu giờ tôi cũng đồng ý theo ông hết. Hồi nãy chú nghe con niệm Phật đó là ai chỉ con niệm Phật gì? Đâu con niệm Phật lại coi. Nam mô A Di Đà Phật, để tôi đã đưa nó ăn được. Wow. Đó là bà nội chỉ con phải không? Đó là ai dạy con? Ai chỉ cho con? Ấy thằng Hoàng ơi, chị đợi bây giờ nè, ai dạy con? Ai cho con? Nè mình dễ thương nè, chút xíu nè, bánh nè, có bánh cho con ha. Dạ. Ừ, rồi ai dạy cho con hả? Ai dạy cô? Cô con hả? Nói đàng hoàng cho chú nghe coi, nói cô dạy con. Cô dạy con. Con đi dạy dạy niệm Phật luôn. Hay quá ta. Cô con chắc ăn chay quá. Ba đâu rồi? Dạ ba đi công chuyện. Coi trời ơi, coi trời ổng đi không rước bà nhỏ rồi gọi luôn đó. Nói trời. Lâu đi dẫn xe. Ừ, nãy vậy ngang giữ cũng rất là cực nè. Ờ, con chứ nó dữ lắm cực. Rất là lực luôn á. Nó ơi, vậy là mẹ dạ. Giờ nó ngủ. Con nãy ngồi mà ôm cổ một cái một là giặt con xuống được luôn á. Cậu rất là lực luôn. Mạnh lắm. Cô bển người ta cho gạo ở ngoài hả? Người ta cho nó 10 kg là bắt đầu nó ôm đi te như nhà vậy. Nó 10 kg gạo nó nhìn nổi. 10 kg gạo ôm lên thôi. Ờ, đúng rồi. Như có cái cửa xa vậy nè. Nên ta ngoài nó kêu bơ rồi là nó chạy ra nó thấy người ta cho bao gạo cái là nó ôm gạo thêm như vậy. Ôm đi te vậy đó. Dạ, ui quá lực luôn rồi nhỏ. Ai mà đem bỏ mình cũng rớt rồi mày cha. Rồi. Xong rồi, xong rồi. Phải không? Có không? Trời ơi. Sao bữa nay lên cái giường mới nhúng đã không? Hả? Nhúng đã không? Im không? Im không? Im không con? Quá im luôn. Dạ im, nói nào hoàng. Ừ, quá giỏi. Hoàng quá. Quá trời hoàng. Nè, đi nè. Nè, cô đứng đây nè mà nè, 1 2 3 con chào cô chú khán giả cái đi ha. Nè, con lại đây. Nè, con đứng quay lại đây nè. Con quay lại đây nè, con tạo kiểu coi. Nè, con tạo kiểu cho chú coi nè, con chào. Con chào mọi người. Con chào mọi người. Con chào cô, con chào chú. Chào cô, chào chú. Hẹn cô chú ở clip sau nha. Nha. Bye bye. Mày gió mà mấy cô mấy chú cái đi. Kính thưa cả nhà, thì đây là một clip là chi tiết về bé Đức, con của anh Long. Nếu mọi người thích video này thì hãy cho Vinh Tăng Hồng một lượt like ha. Hẹn cả nhà mình ở phía tiếp sau nha.